tình diễn nhanh, sánh dạng giáo lý Phật giáo hoàn hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng con nhóm thực hiện chương trình xin gửi đến liều nguyên bà cô bác lời chào thân ái và cầu xin ơn cho Đức Phật hộ trì túi hành giả được hướng chọn phúc duyên chân tình phương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa
hành động thiệt đó. Dạ. Rồi để liên tục chương trình thì em giáo cũng xin thông báo quý vị nào có tinh thần Phật pháp ha, cứ đến đây em giáo sẽ giới thiệu cho lại. Cứ mạnh dạn lên đi ha quý vị, em giáo sẽ giới thiệu phụng âm lại lời châu ngọc của Đức Thầy. Yeah.
trời đã cản tình yêu chưa vậy, quy chúng sanh hãy gắng lo tu, hãy tiến lên đến tội đại đồng, trời cùng tu gấp gấp biết bị lòng lòng qua. Dạ hết, anh mời bà con mình đứng lên mình cúng luôn ha.